Theo Sputnik, nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin Pháp và Anh đã tiếp bức Mỹ, qua đó cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Scalp Storm Shadow. Trước đó, chính quyền Mỹ xác nhận Tổng thống Joe Biden cũng đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Attack MS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù không cung cấp số lượng cụ thể, nhưng Le Figaro lưu ý Ukraine đang có trong tay nhiều tên lửa Attack MS của Mỹ hơn so với tên lửa Scalp Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Tin đồn về việc Mỹ, Anh và Pháp cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga đã rầm rộ từ tháng 9 năm nay. Khi đó, tờ Guardian dẫn một nguồn tin trong chính phủ Anh khẳng định London đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Scalp Storm Shadow để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, chỉ là quyết định chưa được công bố sớm mà thôi. Tên lửa Scalp Storm Shadow có tầm bắn tối đa lên tới 550 km và được tờ Telegraph Anh gọi là một trong những vũ khí hủy diệt mạnh nhất của Ukraine hiện nay. Ông Alexander Emakov, chuyên gia về vũ khí chiến lược và là nghiên cứu viên tại Imemorus, từng nói rằng các sân bay quân sự, trung tâm hậu cần quan trọng và sở chỉ huy quân sự của Nga có thể là những nơi đầu tiên bị tên lửa chiến thuật Attack MS của Mỹ tấn công. Theo ông, các mục tiêu của Nga ở Smolensk, Kaluga, Lipetsk và Volgodonsk có thể bị nhắm tới. Phản ứng trước thông tin Mỹ, Anh, Pháp cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa qua đã nêu rõ về phương thức đáp trả mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập. Cụ thể, bà Zakharova nhắc lại phát ngôn của ông Putin trước đó rằng việc cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột, đồng thời so sánh các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây gần giống với hành động xâm lược. Theo bà Zakharova, Tổng thống Nga đã đề cập tới phương thức đáp trả, rằng Moscow không loại trừ khả năng sẽ cung cấp vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới mà từ đó các cuộc tấn công có thể được phát động nhằm vào mục tiêu ở những nước cung cấp vũ khí cho Kyiv. Bà Zakharova cũng đề cập thêm rằng vào mùa thu năm nay, ông Putin đã đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga trong số các sửa đổi của quyết định coi hành động gây xung đột của một quốc gia phi hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung nhằm vào Nga. Tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông Donald Trump, có thể sẽ xem xét lại quyết định của người tiền nhiệm về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Một thành viên trong nhóm chuyển giao của ông Trump cho biết, tôi cho rằng hầu hết mọi thứ đều sẽ được xem xét lại. Ở bất cứ thời điểm nào, nước Mỹ cũng chỉ có một tổng thống. Cho đến chiều ngày 20 tháng 1 năm 2025, tổng thống Mỹ là ông Joe Biden. Việc cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa tầm xa là quyết định của ông ấy, nhưng điều đó sẽ không kéo dài hơn. Trước đó, tờ New York Times đưa tin, tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Attack MS để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Đây là sự thay đổi lớn về chính sách của Washington. Trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tháng nữa, chính quyền của Tổng thống Biden sẽ kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, liệu quyết định này của ông chủ Nhà Trắng có thể thay đổi cục diện của xung đột Nga-Ukraine hay không vẫn là một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ. Ông Trump từng nhiều lần tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine và tuyên bố sẽ cắt đứt dòng chảy viện trợ này sau khi nhậm chức. Trong thời gian dài, ông Biden đã từ chối gỡ rào vũ khí cho Ukraine vì lo ngại căng thẳng gia tăng, bất chấp lời kêu gọi của giới chức Ukraine. Điện Kremlin từng cảnh báo động thái như vậy sẽ là bước gia tăng lớn trong xung đột. Hơn một năm qua, quân đội đã sử dụng hệ thống tên lửa tác chiến lục quân Attack MS để tấn công vào các mục tiêu Nga trên lãnh thổ Ukraine và các căn cứ không quân ở bán đảo Crimea sẽ sát nhập vào Nga hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ cho phép Kyiv sử dụng tên lửa tầm xa cho các mục tiêu sâu hơn bên trong Nga cho đến khi quyết định này được đảo ngược vào ngày 17 tháng 11. Tên lửa đạn đạo Lockheed Martin là một trong những loại tên lửa mạnh nhất từng được cung cấp cho Ukraine, có khả năng bay xa tới 300 km, khoảng 186 dặm. Ukraine lập luận rằng việc không được phép sử dụng những loại vũ khí như vậy để tấn công Nga cũng giống như bị yêu cầu chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Trong khi đó, con trai của ông Trump, Donald Trump Jr., đã viết trên mạng xã hội X, chính quyền đương nhiệm dường như muốn đảm bảo rằng Thế chiến thứ ba sẽ nổ ra trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và cứu mạng người. Tổng thống đắc cử Trump chưa nêu rõ chính sách mà ông sẽ thực hiện đối với cuộc xung đột ở Ukraine, ngoài việc tuyên thệ sẽ chấm dứt xung đột trong vòng một ngày. Nhiều quan chức cấp cao của ông Trump, chẳng hạn như Phó tướng Sullivan, nói rằng Washington không nên cung cấp thêm bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Kyiv. Tuy vậy, những nhân vật khác trong chính quyền Tổng thống Trump 2.0 lại có quan điểm khác. Cố vấn an ninh quốc gia Michael Wall lập luận rằng Mỹ có thể đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine để buộc Nga phải đàm phán. Vẫn chưa rõ tổng thống đắc cử sẽ đi theo hướng nào, song nhiều quan chức ở Kyiv đang lo ngại rằng ông sẽ cắt đứt việc cung cấp vũ khí bao gồm cả đạn dược cho Attack MS. Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên án cuộc công kích của Nga vào Ukraine,
mà ông cho rằng đã nhắm vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric đã tuyên bố dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cương quyết lên án những cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. Tuyên bố nêu rõ, hành vi chỉ đạo thực hiện các vụ tấn công dân thường và công trình dân sự đều bị luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm. Bất kỳ hành động tấn công nào như vậy đều không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức. Cùng thời điểm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen lên tiếng cho rằng đòn tập kích bằng tên lửa và phương tiện bay không người lái UAV quy mô lớn của Nga và Ukraine là khủng khiếp, đồng thời tuyên bố Kiev có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Liên minh châu Âu EU. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Global News của Brazil khi đặt chân tới Rio de Janeiro để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhóm nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, bà von der Leyen nói rằng, chúng ta đã chứng kiến những đợt tấn công khủng khiếp của Nga nhằm vào Ukraine, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự và gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng. Chủ tịch EC cam kết, chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết. Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine trong mùa đông này, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Ukraine có thể tin cậy vào chúng tôi. Trước đó, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng hàng loạt tên lửa và UAV, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp. Theo FP và Reuters, giới chức Ukraine thông báo nước này sẽ áp dụng biện pháp hạn chế đối với việc sử dụng điện ở tất cả các khu vực sau đợt tấn công nói trên. Lý do tạm thời áp dụng trở lại những biện pháp hạn chế là do thiệt hại đối với các cơ sở điện trong cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn. Trong khi đó, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết việc cắt điện tạm thời sẽ kéo dài từ 6 giờ đến 22 giờ theo giờ địa phương và các công nhân đang khắc phục thiệt hại nhanh nhất có thể. Sau đợt tấn công, giới chức Ukraine đã xác nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc tình trạng mất điện ở các khu vực từ Volyn, Rinne và Lelov ở miền Tây đến Dnipropetrovsk và Zaporizhia ở phía đông nam. Đợt oanh tạc này được đánh giá là một trong những cuộc tấn công có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2022. Không phải ngẫu nhiên sau khi kết quả bầu cử Mỹ 2024 ngã ngũ, với phần thắng thuộc về ông Donald Trump, quân đội Nga liền tức tốc phản kích lớn ở Kursk. Các dấu hiệu từ lực lượng quân sự và giới chức Nga cho thấy, Moscow đang dồn sức xóa bỏ lá bài mặc cả của Ukraine tại Kursk và không muốn đóng băng xung đột với đối phương vào lúc này. Báo Washington Post đưa tin, cuộc chiến giành quyền kiểm soát tỉnh Kursk của Nga đã trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây, khi Moscow tìm cách giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ trong bối cảnh Điện Kremlin có thể đang mong đợi các cuộc đàm phán với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo Washington Post, cuộc phản công mới của Nga tại Kursk diễn ra hỗn loạn và được triển khai sau khi ông Trump, người đã cam kết nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến Ukraine, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Báo Mỹ cho biết thêm, thời điểm này dường như cho thấy sự đánh giá ngày càng cao của Điện Kremlin về cách Kursk có thể đóng vai trò như thế nào trong các cuộc đàm phán tương lai. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra, Nga muốn đảm bảo rằng chỉ có các vùng lãnh thổ của Ukraine mới được đưa ra đàm phán. Nga được cho là quyết tâm không sử dụng Kursk làm quân bài mặc cả, cũng không có ý định từ bỏ bất kỳ vùng lãnh thổ nào ở Ukraine mà Moscow đã kiểm soát. Trong khi đó, mặt trận Kursk đang ngày một căng thẳng khi cả Nga và Ukraine đều tung lực lượng tinh nhuệ nhất để giành từng vị trí tại khu vực này. Tại khu vực Kursk, quân đội Ukraine đã tập trung một lượng lớn binh lực và trang thiết bị đạt kỷ lục. Theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, nhờ vào lực lượng này, quân đội Ukraine sẽ có thể cầm cự tại Kursk trong vài tháng, thậm chí lâu hơn. Chính quyền Ukraine quyết tâm giữ vững Kursk bằng mọi giá, sau đó sử dụng nó để đổi lấy lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Tờ The Daily Telegraph cho biết, Nga đã ra lệnh phải tái chiếm Kursk trong vòng 2 tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, để nhanh chóng đẩy lùi quân đội Ukraine, quân đội Nga buộc phải điều động sư đoàn tấn công dù số 76, lực lượng tinh nhuệ và sẵn sàng chiến đấu nhất của mình đến khu vực Kursk nhằm tăng cường khả năng tấn công. Đồng thời, quân đội Ukraine cũng đã điều lữ đoàn mạnh nhất của mình, lữ đoàn cơ giới hạng nặng số 17 mới được tái tổ chức đến đây. Đây là lữ đoàn hạng nặng duy nhất của Ukraine được trang bị khoảng 60 xe tăng và 60 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm 2 tiểu đoàn xe tăng, 2 tiểu đoàn cơ giới hóa và 2 tiểu đoàn bộ binh. Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đã triển khai các lực lượng chủ chốt của mình đến Kursk, dự kiến trong 2 tháng tới, mức độ ác liệt tại đây sẽ vượt qua miền đông Ukraine, biến khu vực này thành một cối xay thịt khổng lồ. Theo AFP và Reuters, giới chức Ukraine thông báo
nước này sẽ áp dụng biện pháp hạn chế đối với việc sử dụng điện ở tất cả các khu vực trong ngày 18 tháng 11, sau một đợt tấn công lớn của Nga vừa xảy ra, làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trên mạng xã hội, Bộ Năng lượng Ukraine nêu rõ, ngày 18 tháng 11, tất cả các khu vực sẽ buộc phải áp dụng những biện pháp hạn chế tiêu thụ. Lý do tạm thời áp dụng trở lại những biện pháp hạn chế là do thiệt hại đối với các cơ sở điện trong cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn hôm nay. Trong khi đó, nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết, việc cắt điện tạm thời sẽ kéo dài từ 6 giờ đến 22 giờ theo giờ địa phương và các công nhân đang khắc phục thiệt hại nhanh nhất có thể. Sau đợt tấn công vừa qua, giới chức Ukraine đã xác nhận thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc tình trạng mất điện ở các khu vực từ Volyn, Rivne và Lvov ở miền Tây đến Dnipropetrovsk và Zaporizhia ở phía Đông Nam. Hồi tháng trước, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết trên kênh Telegram, các thành phố phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện lớn đặc biệt dễ bị tổn thương. Gần 90% toàn bộ sản lượng nhiệt điện của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hại. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp nhiệt và nguồn điện thay thế cho các cộng đồng này. Thủ tướng Ukraine cũng tiếp tục nhấn mạnh, Kiev đang nỗ lực hết sức để tăng tính bền vững của năng lượng, đặc biệt là ở các khu vực tiền tuyến và các khu vực giáp biên giới với Nga. Nhà lãnh đạo này nói thêm, ưu tiên của Ukraine là cung cấp các nguồn nhiệt và điện thay thế cho các khu vực này, đồng thời lưu ý rằng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của đất nước, đã nhận được hàng chục đơn vị thiết bị năng lượng, bao gồm cả máy phát điện công suất lớn. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận tất cả các nhà máy nhiệt điện và thủy điện lớn ở nước này đã bị phá hủy. Tình trạng thiếu hụt điện năng trở nên trầm trọng vào mùa hè năm nay, mặc dù Ukraine đã nhập khẩu điện từ các nước láng giềng. Chính phủ Ukraine nhiều lần kêu gọi người dân tiết kiệm điện, trong khi công ty điện quốc gia Ukrenergo cũng áp đặt hạn chế tiêu thụ điện cho các ngành công nghiệp lớn. Chuyên gia quân sự Oleksandr Mosienko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Quân sự, trụ sở tại Kiev, nhận định mối đe dọa về việc Nga liên tục không kích Ukraine có thể kéo dài đến khi ông Donald Trump nhậm chức. Theo chuyên gia này, nhiều khả năng trước các cuộc tấn công, quân đội Nga sẽ lại tiến hành các vụ phóng mô phỏng từ máy bay chiến lược và phóng một số lượng lớn máy bay không người lái. Ông Oleksandr Mosienko lưu ý, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga như hiện nay có thể diễn ra cách nhau 2 tuần hoặc 1 tuần trên một lần và sẽ kéo dài đến đầu tháng 1 năm sau, xen kẽ với các cuộc không kích mô phỏng. Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý Quân sự Ukraine nói thêm rằng, trong 3 tháng qua, Nga đã tích trữ số lượng tên lửa đủ cho 4-5 cuộc tấn công quy mô lớn và 6-8 cuộc tấn công quy mô nhỏ. Theo đài Reuters, phía Nga vừa qua xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự quan trọng. Bộ Quốc phòng Nga công bố một số chi tiết của cuộc tấn công sử dụng thiết bị không người lái UAV cũng như các loại vũ khí trên không và trên biển tầm xa khác. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine cũng như các nhà máy sản xuất thiết bị quân sự. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công. Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo cuộc tấn công trên đã sử dụng khoảng 120 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh và 90 UAV. Ông cũng khẳng định hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn hơn 140 mục tiêu đang bay tới, nhưng cũng thừa nhận các cuộc không kích đã gây thiệt hại cho một số cơ sở. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Sybiga mô tả gần đây như là một trong những cuộc không kích lớn nhất và có liên quan đến những diễn biến ngoại giao gần đây. Ông cho rằng đây là phản ứng thực sự của Nga đến với tất cả những người đã gọi điện gần đây, nhằm ám chỉ tới cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa qua. Không quân Ukraine đã phát lệnh báo động không kích trên khắp các khu vực để cảnh báo về cuộc tấn công. Phía Ukraine cho biết nhiều tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm đã được phóng từ Biển Đen, cũng như từ các khu vực Askarkhan và Krasnodar của Nga, nhắm vào nhiều khu vực. Các UAV tấn công của Nga đã xuất hiện ở nhiều thành phố trên khắp Ukraine. Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin thông báo sẽ tăng sản lượng tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không PAC-3 MSE thêm 30% như một phần của hợp đồng mới ký với quân đội Hoa Kỳ. Nhà sản xuất cho biết họ đã ký kết hợp đồng trị giá 752 triệu đô la Mỹ để tăng năng lực sản xuất tên lửa. Sản lượng đạn đánh chặn dành cho tổ hợp PAC-3 MSE sẽ tăng từ 500 lên 650 quả đạn mỗi năm vào giữa năm 2027. Việc tăng cường sản xuất như trên là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trên toàn cầu về tên lửa Patriot. Theo đại diện tập đoàn Lockheed Martin, sản lượng tên lửa PAC-3 MSE sẽ tăng hơn 30% vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng thêm 20% nữa vào năm 2025. Hồi tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot cho Đức, thỏa thuận có giá trị ước tính lên tới 5 tỷ đô la Mỹ.
Theo thông báo, thỏa thuận bán vũ khí quân sự cho nước ngoài của Mỹ bao gồm 600 tên lửa Patriot PAC-3 MSE do Lockheed Martin sản xuất, trong đó có 10 tên lửa có thể mua ngay. Đức đã đặt hàng hệ thống Patriot do tập đoàn Raytheon sản xuất trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ và 1,2 tỷ đô la Mỹ dành cho thành phần hệ thống vào tháng 7. Kết hợp cả hai hợp đồng, tập đoàn Raytheon sẽ cung cấp 8 đơn vị hỏa lực Patriot hoàn chỉnh. Sự thống trị của Patriot tại Ukraine thu hút sự chú ý mới và khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Đức là nước sử dụng Patriot lâu năm. Patriot đóng vai trò hệ thống phòng không cho 19 quốc gia, trong đó 15 quốc gia sử dụng PAC-3 MSE cho kho tên lửa của mình. Còn PAC-3 MSE là hệ thống tên lửa đất đối không, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay. Hệ thống này là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa PAC-3, được đưa vào sử dụng từ những năm 1990. Tên lửa PAC-3 MSE là tên lửa nhiên liệu rắn có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể tiêu diệt tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tầm bắn hơn 200 km với tốc độ bay đạt Mach 5. Tên lửa được trang bị đầu dò radar có độ phân giải cao và đầu đạn nổ phân mảnh, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu đang lao tới. Vừa qua, hai quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Sau các thông tin trên, bà Marjorie Taylor Greene, nghị sĩ Đảng Cộng hòa đại diện bang Georgia và là người ủng hộ trung thành của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đã chỉ trích động thái được cho là của chính quyền Tổng thống Biden. Nghị sĩ Mỹ cảnh báo, trên đường rời nhiệm sở, ông Joe Biden đang cố gắng khơi mào thế chiến thứ ba một cách nguy hiểm bằng cách cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công vào Nga. Nghị sĩ bang Georgia bình luận về kết quả bầu cử Mỹ gần đây. Người dân Mỹ đã đưa ra quyết định vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, chống lại những quyết định cuối cùng này của chính quyền Mỹ và không muốn tài trợ hoặc tham gia vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Chúng tôi muốn giải quyết các vấn đề của chính mình. Đủ rồi, phải chấm dứt tình trạng này. Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, chỉ trích những người đưa ra quyết định này là xuẩn ngốc. Ông Trump Jr. cho hay, ngành công nghiệp quân sự dường như muốn đảm bảo thế chiến thứ ba sẽ nổ ra trước khi bố tôi có cơ hội tạo dựng hòa bình và cứu người. Phải giữ chặt số tiền hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đó, mạng người bị coi rẻ. Một thành viên trong nhóm chuyển giao của ông Trump cho biết, ông Donald Trump có thể sẽ xem xét lại quyết định của người tiền nhiệm về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Ông này nói, tôi cho rằng hầu hết mọi thứ đều sẽ được xem xét lại. Ở bất cứ thời điểm nào, nước Mỹ cũng chỉ có một tổng thống. Cho đến chiều ngày 20 tháng 1 năm 2025, tổng thống Mỹ là ông Joe Biden. Việc cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa tầm xa là quyết định của ông ấy, nhưng điều đó sẽ không kéo dài hơn. Theo CNN, quyết định của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ ở Nga tuân theo một mô hình quen thuộc như các yêu cầu của Ukraine về HIMARS, xe tăng Abrams, F-16. Tất cả đều tuân theo một mô hình tương tự là từ chối và quanh co, rồi chấp thuận gần như vào thời điểm đã quá muộn. CNN cho rằng, mục tiêu lớn của Mỹ có thể là khiến chính quyền Ukraine tham gia sâu hơn vào cuộc chiến, dẫn đến sự gia tăng căng thẳng. Việc Nga triển khai quân đội của bên thứ ba vào tỉnh Kursk được xem là yếu tố quyết định trong việc Mỹ đưa ra quyết định. Coi đây là một phản ứng đối với sự gia tăng căng thẳng của Nga. Các quan chức phương Tây cũng nhận thấy rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang mở rộng và liên quan đến các đối thủ của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở các khu vực xung quanh Kupiansk. Thành phố quan trọng nằm ở phía đông bắc này một lần nữa có nguy cơ rơi vào tay Nga sau khi Ukraine tái kiểm soát vào tháng 9 năm 2022 sau hơn 6 tháng dòng giao tranh. Tuy nhiên mới đây, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã đánh bật quân Nga khỏi Kupiansk sau nỗ lực đột phá vào thành phố. Hình ảnh về việc đẩy lui nhóm tấn công và bắt giữ một số binh sĩ làm tù binh đã được đăng trên trang Telegram chính thức của đơn vị Kron Group. Quá trình tấn công bộ binh Nga diễn ra với sự hợp tác chặt chẽ giữa những người điều khiển máy bay không người lái trinh sát bên ngoài, các nhóm bộ binh tấn công và xe tăng. Nơi ẩn náu của quân Nga bị phát hiện do máy bay không người lái trinh sát dẫn đường cho các đơn vị khác tới chỗ đối phương để phối hợp công kích. Giai đoạn đầu của trận chiến kết thúc với việc quân Nga đầu hàng, chấp nhận tư cách là tù binh chiến tranh, trong khi những ai không chịu buông súng sẽ bị hỏa lực từ pháo tăng 125mm loại bỏ. Kupiansk nằm trên ngã tư của hai tuyến đường tiếp tế chính và sông Oskin, tạo thành một vị trí phòng thủ quan trọng trong khu vực. Nếu kiểm soát Kupiansk sẽ giúp Nga dễ dàng tiến sâu hơn vào khu vực Kharkov. Điều đó sẽ gây thêm áp lực lên Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga tấn công gần như hàng ngày. Ngoài củng cố tuyến phòng thủ tại Kupiansk, Ukraine cũng phải nỗ lực ngăn chặn Nga tiến xa hơn về phía nam, xung quanh thành phố Kharkov,
nơi Moscow đã bao vây từ ba phía trong nhiều tháng. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kurakhov là khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến. Tuy nhiên đến nay, mọi chuyện đã được giải quyết. Cần lưu ý rằng gần đây quân đội Nga đang tập trung lực lượng đáng kể về hướng Kharkov. Tuy nhiên, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đang gây tổn thất đáng kể cho lực lượng của đối phương. Vào tháng 10, tiểu đoàn máy bay không người lái tấn công Ashin hợp tác với lữ đoàn vệ binh quốc gia Burevi và lính dù của lữ đoàn Dnipro đã phá hủy 17 đơn vị xe bọc thép của quân Nga. Tiểu đoàn đã trình bày chi tiết tổn thất của đối phương, gồm 8 chiếc BMP bị phá hủy, 3 xe tăng bị phá hủy, 6 chiếc BMP bị hư hỏng, 21 binh sĩ thiệt mạng và 26 người bị thương. Trước đó tại khu vực Kharkov, lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi đợt tấn công của quân Nga từ ngoài ô làng Krukliakovka. Tổng cục tình báo Ukraine cho biết, các binh sĩ của đơn vị Brotherhood và lữ đoàn cơ động số 77 đã tham gia vào hoạt động tác chiến.